Một cậu bé bị lạc trong rừng, gặp được một chiếc xe buýt cũ kỹ. Trên xe không hề có ai, tài xế cũng không nói lời nào. Vừa đi qua đường hầm, trên cửa sổ có một con quỷ hói đầu bò tới. Con ma bánh xe còn quay vòng ở bên cạnh cậu. Cậu bé bị dọa sợ, quay đầu, trên cửa sổ xe bám đầy yêu quái. Cậu bé này tên là Tadashi, năm nay vừa tròn 10 tuổi, theo mẹ về quê ở với ông ngoại. Lần đầu đến đền thần, lúc tế lễ liền bị kỳ lân cắn một cái, trở thành lễ vật của kỳ lân. Bản địa tương truyền rằng, những đứa trẻ bị kỳ lân chọn làm lễ vật thì phải đưa lên núi Tengu, tìm thánh kiếm trong truyền thuyết, bảo vệ hòa bình thế giới. Tadashi xuất phát nhưng không tìm thấy kiếm thánh, chỉ bị một đám yêu quái vây trên xe buýt. Trên xe có một con quỷ nhỏ bị thương, nhìn giống thú bông đồ chơi, Tadashi đem nó về nhà, cho nó uống sữa, giúp nó trị thương. Quái vật nhỏ hay nghiến răng tên là Kato. Hóa ra gã quỷ ngàn năm sống lại, người đàn ông cả mặt lẫn tính cách đều xấu này, dùng phế phẩm con người thải ra tạo ra một cơn thịnh nộ, bắt yêu quái tới ném vào trong một cái máy khổng lồ, luyện hóa ra một binh đoàn quái vật. Kato chính là vừa trốn ra từ binh đoàn này, muốn hợp tác với con người cùng nhau đối phó kẻ địch chung. Tìm được Tadashi vừa bị chọn thành lễ vật kỳ lân, chỉ có cậu mới rút được thánh kiếm, đánh bại ác quỷ ngàn năm, giải cứu thế giới. Hôm sau Tadashi nghe thấy tiếng kêu cứu của ông ngoại, cậu cầm đèn pin, mang theo Kato, theo tiếng tìm tới trong núi. Rất nhanh đèn pin chợt tắt, Kato run rẩy chạy vào trong bụi cỏ. Tadashi đuổi theo nó tới bên hồ, nước bên trong bắt đầu sủi bọt. Một đôi tay màu xanh bắt lấy cánh tay cậu, đó là Kappa. Tadashi bị dọa không kịp nhặt đèn pin, quay người bỏ chạy. Nhìn thấy bóng lưng nữ sinh ở trước mặt đang cầm đèn, cậu đang làm gì ở đây? Cô quay lại, không có mặt, cái đèn lồng đang cầm biến thành quỷ lưỡi dài một mắt. Tadashi sợ hãi chui vào một căn nhà, bên trong có một cô gái đang ho. Ho một hồi cổ liền dài ra, đầu rớt xuống. Tadashi hoảng sợ không có nơi trốn. Vẫn chưa hết, ngoài cửa có tiếng mèo kêu. Quỷ mèo có một cái lưỡi dài liếm ngọn lửa, trên vách cửa hiện ra rất nhiều con mắt. Tadashi hoảng loạn bỏ chạy, đẩy cửa ra. Cửa đột nhiên đổ xuống, bên ngoài là một cái mặt khổng lồ. Miệng thổi gió như muốn hút Tadashi vào miệng. Gặp nhiều yêu quái như vậy còn không mau chạy. Nhưng cậu chưa chạy được mấy bước lại nghe thấy tiếng kêu cứu của ông ngoại. Vì cứu ông, Tadashi dũng cảm quay lại, đụng phải một người toàn thân màu đỏ, là Sozo trong lễ hiến tế. Đạt chuẩn, Sozo chứng nhận Tadashi là lễ vật của kỳ lân, miệng ông ta bắt đầu niệm. Trước mắt Tadashi xuất hiện vực sâu, rớt xuống sông. Kawahime vớt cậu lên từ trong nước. Trong miệng Sozo phát ra tiếng kêu cứu của ông ngoại. Tadashi cuối cùng cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sozo đã cuốn cậu tới đây để kiểm tra cậu, mà cậu dũng cảm đối mặt nguy hiểm nên đã thông qua kiểm tra. Ông ngoại thật sự vẫn đang nằm ở nhà ngủ say. Kato cũng quay về bên cạnh cậu. Lúc này, dưới sự giúp đỡ của mấy yêu quái này, Tadashi phải đi rút thánh kiếm. Quỷ hỏa dẫn đường phía trước. Trước là vượt qua một cây cầu, một cục đá to rơi xuống chặn lại đường đi. Tengu xuất hiện, đưa kiếm thánh cho cậu. Tadashi vừa định rút kiếm, núi liền rung chuyển, xuyên thủng hang động, binh đoàn quái vật tiến vào. Trong hỗn loạn, thánh kiếm rơi xuống đất, mọi người mau mải trốn ra sau hòn đá. Tengu quạt một cái, quái vật bị thổi bay. Quỷ quấn băng trắng lại không sao, cô ta cũng là một yêu quái lợi hại, bị ác quỷ ngàn năm mua chuộc, nói sẽ cho cô hợp thể với hắn, đạt được sức mạnh cực đại, liền quyết bán mạng cho ác quỷ ngàn năm, roi liền đánh vào mặt Tengu. Quái vật tranh thủ bò lên lại, quẳng ra xích thần tóm chặt thắt lưng Tengu. Quỷ áo trắng lại quất roi, vũ khí của Tengu bị đánh rơi, cánh cũng rách. Xích sắt mang theo Tengu kéo vào hố quái vật trong đất. Kato lao ra, muốn nhặt thánh kiếm cho Tadashi. Quái vật phát hiện ra, muốn tiêu diệt Kato. Tadashi vì bảo vệ Kato, cắn răng lao ra, rút ra thánh kiếm đánh nhau với nó. Cây kiếm này có thể tự động phán đoán đường tấn công của địch sau đó phản kích. Khắp nơi phát ra điện, đâm vào cơ thể quái vật, chém nó thành hai nửa. Nhưng vừa tiêu diệt xong một quái vật thì lại chui ra nhiều con hơn. Tadashi liền ném kiếm ra. Nữ yêu quái nhân cơ hội quất do cắt đứt kiếm, quái vật há to miệng, lấy ra một cái lò vi sóng nhốt Kato lại, bọn chúng thắng lợi trở về. Tadashi kiệt sức tỉnh lại, bên cạnh đều là quỷ, nhìn thấy thánh kiếm đã gãy, cần một thợ rèn kiếm giỏi trong đám quỷ hàn lại. Qua gương mây, chúng quỷ phát hiện, thợ rèn đã bị quỷ ngàn năm bắt được, chờ bị ném vào lò luyện hóa thành đám quái vật kia. Bị nhốt cùng ông, còn có Kato và rất nhiều quỷ khác. Sozo và Kappa kêu gọi các yêu quái có thể đoàn kết lại, đi giải cứu các yêu quái bị nhốt, tạm thời bỏ đi thù hằn giữa người và yêu quái. Chúng quỷ vừa nghe phải đối đầu với đám quái vật đáng sợ kia, dù là quỷ tường hay tuyết nữ đều không muốn lo chuyện ngoài thân, lần lượt bỏ đi. Hóa ra quỷ với người đều lạnh lùng như nhau, chỉ có Sozo, Kawahime, Kappa với một con quỷ chỉ biết giải đậu Azuki ở lại. Dưới sự kích động của quỷ ngàn năm, luyện hỏa đại oán linh bắt đầu hành động. Nó bay lên bầu trời Tokyo, lập tức hút lấy sự oán hận của người, mà Sozo và cái yêu quái khác làm một cái đu cho chim kéo, giả bộ làm yêu quái biết bay, chậm chạp tiến về Tokyo.
Thế này thì sao mà tới kịp? Kawahime có ý tưởng, máy bay đang bay trên trời, có một đám yêu quái và một cậu bé bám vào. Bị gió thổi đến đóng băng, bọn họ phải đuổi kịp tới Tokyo ngăn cản quỷ ngàn năm tiêu diệt thế giới. Quỷ ngàn năm điều khiển đại oán linh, đốt lửa, chiếm lấy trung tâm Tokyo. Quái vật đáp xuống, đèn đường dập tắt, chìm trong bóng tối. Thuộc hạ nữ quỷ áo trắng của hắn bắt lấy đám yêu quái, bao gồm cả Kato của Tadashi và thợ rèn. Vì để cứu thợ rèn bị nữ quỷ bắt lấy, Kato lao tới, cắn nữ quỷ. Thợ rèn tranh thủ đá ngã nữ quỷ, đào thoát. Bị quái vật đánh ngã, Kato lại lao tới tranh thủ cơ hội cho thợ rèn bỏ trốn. Kato bị nữ quỷ tóm được, tra tấn, vứt vào hỏa luyện. Thợ rèn chạy ra, cuối cùng cũng gặp được đám Tadashi đuổi tới. Ông nhỏ nước mắt gắn lại thanh kiếm đứt. Sozo cũng đưa áo giáp lễ vật kỳ lân cho Tadashi mặc. Sozo truyền tin nói, Tokyo đang tiến hành lễ hiến tế lớn, chúng quỷ đều nghe tin mà hướng về Tokyo. Đây là bữa tiệc của yêu quái, tất cả yêu quái từ khắp nơi đều đổ về Tokyo, ồ ồ ạt ạt. Ác quỷ rất nhanh liền hạ gục đám quái vật. Cầm thánh kiếm đã sửa xong, Tadashi xông vào đại oán linh. Trong khu luyện hỏa, gặp được một quái vật, đánh xong mới phát hiện ra, đó chính là Kato, bị luyện thành quái vật, cậu đánh bại quái vật. Kato cũng hiện ra toàn thân đẫm máu, chiến tranh chính là xấu xa và tàn khốc, trưởng thành cần phải trả giá đau thương. Tadashi lau sạch nước mắt trong lòng đầy phẫn nộ, lao thẳng tới trước mặt nữ quỷ và quỷ ngàn năm. Quỷ ngàn năm phất tay, Tadashi liền bị đánh bay. Nhìn thấy cậu sắp bị đánh bại, nữ quỷ đã cầm chắc chiến thắng, muốn lão đại thực hiện lời hứa, biến cô trở nên mạnh hơn. Không ngờ lão đại quay lưng, đâm cô một dao. Qua cầu rút ván, quỷ ngàn năm muốn tự mình vào đại oán linh luyện hóa, trở thành quái vật mạnh nhất. Azuki ở bên ngoài rửa đậu đỏ, ngay lúc quỷ ngàn năm nhảy vào lò luyện, một thau đậu đỏ rơi vào trong. Đậu đỏ là vật trừ tạ, cả lò luyện hỏa nổ tung, phạm vi lan rộng tạo thành một đám hình nấm màu vàng, thổi bay tất cả yêu quái ra ngoài vũ trụ. Trong ánh vàng, Tadashi cưỡi hỏa kỳ lân thoát ra khỏi biển lửa, đằng sau là từng ánh vàng kim. Cuộc chiến cuối cùng cũng giành thắng lợi.